Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2020, phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Tập đoàn Vạn Phúc khánh thành công viên và quảng trường Diamond, đồng thời khởi công công trình nhạc nước quy mô hiện đại với tổng vốn đầu tư cho các hạng mục là 200 tỷ đồng. Sau hơn một năm xây dựng, công viên và quảng trường Diamond chính thức đưa vào sử dụng. Đây là quảng trường trung tâm tại khu đô thị Vạn Phúc, là nơi sẽ diễn ra các lễ hội, sự kiện lớn, không gian giải trí, thưởng ngoại cảnh quan dành cho cư dân Vạn Phúc và du khách với sức chứa lên đến hơn 5.000 người. Ngoài ra, tập đoàn cũng công bố khởi công công trình nhạc nước trên hồ Đại Nhật với công nghệ hiện đại và mới nhất từ châu Âu. Công trình này được bố trí theo hình cánh cung hướng vào quảng trường Diamond, được thiết kế với hơn 50 loại đầu phun trình chiếu phun nước rất phong phú và đẹp mắt.